đầu rồng to, bờm lớn ngược ra sau, chiếc mũi to. Đây là những hoa văn đặc trưng của rồng thời hậu Lê được tạc, khắc trong các chi tiết tại cụm di tích đền đá Nam Hà. Đây là ngôi đền nằm trên địa bàn xóm 6, thôn Nam Hà, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đền đá là công trình kiến trúc có quy mô lớn và bảo lưu gần như trọn vẹn kiến trúc nghệ thuật thời Lê, Nguyễn, Ngôi đền đá của thôn Nam Hà được xây dựng vào cái thời Hậu Lê năm 1575. Đây là ngôi đền này được nhân dân xây dựng để thờ cụ để là tri ân công đức của ba anh em nhà họ Vũ đã có công là phò vua cứu nước. Đây là bàn thờ của ngài Vũ Uy Công, một trong ba vị tướng dưới thời Hùng Duệ Vương. Lịch sử của ông gắn với thời Hùng Vương thứ 18. thì ở Chính giữa trong khám là bài vị để thờ Ngài Vũ Nguy Công. Và hai bên là, à, hai cỗ khám này là thờ Ngài à, Vũ Gia Sỉu Đông Đô Đại Vương và Ngài Vũ Gia Ngọ Đô Hộ Đại Vương. Cả ba Ngài đều được suy tôn là Thành Hoàng Làng. Cho nên nếu đọc cho đầy đủ đấy là Tam Đức Đương Cảnh Thành Hoàng hoặc là đương cảnh thành hoàng tam vị đại vương Thế khi giặc thục mà sang xâm lược nước ta đấy, ngài Vũ Uy là chỉ huy quân thủy, thế còn ngài Ngọ và ngài Sửu là chỉ huy quân bộ. sau khi đánh tan giặc thục rồi thì các ngài cũng tiếp tục được về là giúp vua. đã hơn 10 năm gắn bó với việc nghiên cứu và tổng hợp các thông tin về di tích đền đá Nam Hà. Từ các ghi chép trong cuốn Linh từ Ngọc Phả do đại học sĩ Nguyễn Bính soạn năm 1572 và các tài liệu lịch sử liên quan. Ông Đỗ Xuân Lý đã góp một phần không nhỏ vào việc lưu giữ và truyền bá các giá trị lịch sử của đền đá làng Nam Hà. Ngôi đền trong hậu cung ấy thì chính là cái ngôi đền cổ ngày xưa. Nó là cũng chia làm ba lớp mà hậu cung, trung cung và bãi đường. Thế rồi qua qua từng thời gian ấy thì tất cả những cái nhà có tâm thì đã đem vào để mà xây dựng từng tòa một tức là sẽ trở thành năm lớp Đấy, trung cung rồi thì trung đường bãi đường và đến năm 1942 thì xây dựng cái tòa đá này được xây dựng vào thời Lê Anh Tông năm 1575 đền đá chỉ gồm hậu cung và trung cung khu vực hậu cung vẫn giữ được nhiều dáng vẻ kiến trúc cổ nổi bật là bộ cánh cửa gỗ lim được chạm nổi họa tiết lưỡng long chầu trên cùng có bức hổ phù được chạm khắc tinh xảo. Phía dưới có ba chữ: Nam chi thọ, với ý nghĩa cầu chúc cho người dân làng Nam Hà trường thọ. Hai bên hậu cung chạm khắc hình hai con rơi, tha hai đồng tiền có chữ lộc, với ý nghĩa phúc lộc song toàn. Rồng ở đỉnh đá được chạm nổi với thân hình mập mạp, bờm và móng sắc cùng đuôi mềm mại hài hòa với hoa lá và mây tản. Thế đình đá vốn là một cái công trình mà kiến trúc mà mang đậm cái phong cách nghệ thuật của thời hậu Lê thế kỷ 17, 18 mà hiện nay còn bộ cánh cửa chạm rồng rất là đẹp của thời hậu Lê. Đến thời Nguyễn thì bộ địa phương đã tu sửa cái di tích này bằng thêm một cái chất liệu khác đó là chất liệu đá thì có thể nói đây là một cái di tích hết sức độc đáo là kết hợp giữa cái đá và gỗ. Đây là khu vực trung đường và bái đường gồm 5 gian, được tu sửa và xây dựng năm 1877. Trung đường và bái đường là khu vực để người dân trong làng đến thờ tự, tế lễ. Gần 50 cột gỗ lim cao từ 4 đến 7 mét với trụ đá chạm khắc tinh xảo có niên đại gần 500 năm. Trên kèo đền là các bát đấu đá hình cánh sen. Kiến trúc trung đường và bãi đường là có cái đặc biệt đấy, đấy là theo cái lối cổ của cái thời Trung Lê. Thế đấy ở trên các cái vỉ kèo đấy thì nói nôm na bây giờ là những cái bắt đấu là hình cánh sen và có cái dáng hình rồng đấy này để đỡ tức là từ ở dưới lên trên. Thế là những cái hoa văn hoa tiết là họa tiết hay là cách điệu là như vậy. Tòa đá hay còn gọi là tiền đường được tôn tạo cách đây gần 70 năm nhưng vẫn giữ được kiến trúc của đình cổ. Tất cả phần cột tại tiền đường được đặt trên trụ quả bồng Tám cột đá ấy là tám bức phủ điêu khác nhau, chạm nổi tám tư thế của rồng, như rồng cuốn thủy, rồng trầu, rồng cuốn mây. Xung quanh mình rồng là các hoa văn thông, trúc, cúc, mai, tinh xảo. Mỗi gian của tiền đường đều có bộ cửa võng bằng đá nguyên khối. Mỗi bộ cửa võng liền khối ấy không những tạo sự liên kết giữa các cột, mà còn là những bức phủ điêu chạm khắc công phu chúng ta thấy rằng là dùng chất liệu đá nhưng vẫn mang cái phong cách truyền thống của dân tộc chúng ta chứ không phải mang cái cái nghệ thuật của phương Tây thì có thể nói nó phản ánh các cái 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 sự sáng tạo cũng như là các cái bàn tay khéo léo trong cái việc mà thi công một cái chất liệu khô cứng đó là đá để tạo lên một cái kiến trúc rất là mềm mại thì đó có thể nói là một cái di tích hết sức tiêu biểu về kiến trúc chất liệu đá ở Nam Định các hoa văn kiến trúc của đền đá hiện nay chúng ta thấy còn tồn tại hai giai đoạn, một là kiến trúc gỗ mang đậm phong cách nghệ thuật thời hậu Lê thế kỷ 17, 18, còn toàn bộ kiến trúc đá mang đậm phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. Về mặt lịch sử, đền đá là nơi thờ một vị tướng thời hùng vương, các vị tổ lập làng và các nhà khoa bảng, giúp cho chúng ta tìm hiểu về quá trình vận động phát triển làng xã mấy trăm năm tồn tại đền đá xứng đáng là một di tích cổ bằng đá thuộc hàng đẹp nhất Việt Nam. Không chỉ có vậy, đây còn là ngôi đình làng bằng đá duy nhất còn tồn tại. Đình đá được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1992.